Bản thể Phượng Hoàng mà lại bị người ta nhầm là một con gà trụi lông, còn suýt chút nữa bị người ta đem đi hầm. Có ai thảm hơn Bích Thương Vương Thẩm Ly? Vốn dĩ là vương gia danh tiếng lẫy lừng của ma giới, Thẩm Ly sinh ra đã mang huyết mạch Phượng Hoàng. Ở ma giới oanh oanh liệt liệt, lập không ít chiến công, danh tiếng vang dội, ai nấy đều phải nể phục. Thế nhưng dẫu có chiến công hiển hách, chung quy Thẩm Ly vẫn là một nữ tử, tới độ tuổi phải thành hôn cũng không tránh được việc phải gả đi. Chớ trêu thay, Thẩm Ly lại vướng phải một mối hôn nhân chính trị. Ma giới và thiên giới muốn kết mối liên minh. Thẩm Ly được ban hôn với Phất Dung Quân, cháu trai của thiên đế. Người cao ngạo, tự phụ như Thẩm Ly sao có thể chấp nhận được việc bị sắp đặt cả cho một kẻ không quen không biết. Lệnh của ma quân khó cãi, Thẩm Ly không còn cách nào khác đành phải đào hôn. Có điều nửa đường nàng bị truy binh của ma giới vây hãm, kẻ dẫn binh vây bắt Thẩm Ly lại không ai khác chính là tướng sĩ dưới tay của nàng, Mạc Phương. Thẩm Ly dẫu mạnh nhưng trước hàng ngàn tướng sĩ ma tộc nàng không thể xuống tay, kết quả bị đánh trọng thương. Thời khắc mấu chốt, Thẩm Ly phát hiện ra, thì ra Mạc Phương không phải muốn truy bắt nàng mà đang cố ý muốn giúp nàng trốn thoát. Thẩm Ly bị đánh về bản thể Phượng Hoàng rơi xuống hạ giới, nàng bị người ta nhầm là một con gà còn bị nhổ sạch lông. Sự xuất hiện của Hành Vân, một phàm nhân đã giúp Thẩm Ly vượt qua được khó khăn trước mắt. Hành Vân là một phàm nhân, thân thể ốm yếu, bình thường phải dựa vào thuốc thang để duy trì. Đối với Thẩm Ly, một kẻ yếu ớt như Hành Vân không phải là mối đe dọa với nàng, vì thế nàng đã lựa chọn ở lại nhà của Hành Vân để dưỡng thương. Đừng nhìn dáng vẻ bệnh tật của Hành Vân mà cho rằng hắn là một kẻ yếu ớt vô dụng. Hành Vân vốn là Hành Chỉ Thần Quân, vị thần thượng cổ duy nhất còn tồn tại. Vì trật tự của thế gian, Hành Chỉ vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của mình. Thế nhưng một ngày nọ, chịu không nổi sự cô đơn đằng đẵng, Hành Chỉ đã hạ phàm lịch kiếp, trải qua nỗi khổ của nhân gian. Chỉ có điều do thần lực của hắn quá mạnh mẽ, vì thế mà canh mạnh bà không có cách nào loại bỏ hoàn toàn ký ức của hắn. Kết quả Hành Vân tuy mang một thân phàm thể, bệnh tật đeo bám nhưng lại mang trí tuệ của thần tiên, tinh thông trận pháp. Cũng vì thế mà vừa gặp Thẩm Ly, Hành Vân đã biết nàng không phải là một con gà bình thường. Thời gian sống cùng nhau ở phàm giới, Thẩm Ly và Hành Vân đã sinh ra hảo cảm. Tới khi Thẩm Ly bị ma quân đích thân tới bắt về ma giới, nàng không tiếc truyền cho Hành Vân 500 năm tu vi của mình, giúp cho hắn nhặt lại một mạng, giúp cho hắn sống một đời không bệnh tật dày vò. Sau khi Thẩm Ly rời đi, Hành Vân cũng quay trở về thần giới, làm một vị thần trong tim chỉ chứa đựng chúng sinh. Vậy nên tình cảm với Thẩm Ly, hắn chỉ có thể âm thầm giấu đi. Thời gian sau gặp lại Thẩm Ly, nhịn không được mà luôn muốn tới trêu chọc nàng. Đến một ngày Thẩm Ly phát hiện ra Hành Chỉ chính là phàm nhân Hành Vân kia, tình cảm của Hành Chỉ lại càng khó khống chế. Một người là thần quân, một người là vương gia của ma giới, bọn họ đều bị ràng buộc bởi những thứ mà bản thân cần phải bảo vệ, vì thế mà không thể nào buông bỏ thân phận vì tình cảm cá nhân. Từ trước khi Thẩm Ly được sinh ra, tam giới đã phải trải qua một trận đại nạn. Chính Hành Chỉ là người đã ngăn chặn kiếp nạn ấy. Bởi vậy mà hắn càng hiểu rõ hơn ai hết, trách nhiệm của mình nặng nề với cỡ nào. Đều là những người suy nghĩ cho đại cục, mong thế gian luôn được bình yên. Vì thế mà họ chỉ đành hy sinh hạnh phúc của chính mình để đổi lại hạnh phúc của chúng sinh tam giới. Thế nhưng có một số người lại không muốn thấy thế gian được hưởng an bình, lợi dụng Bích Thương Châu của Thẩm Ly mở ra phong ấn của đại ma đầu. Cũng vào lúc này, Thẩm Ly phát hiện ra thân thế thực sự của mình. Nàng là con gái của Lưu Vũ và đại ma đầu Phụng Lai. Phụng Lai là sư phụ của Lưu Vũ. Mối tình sư đồ này chẳng có được một kết thúc viên mãn, nhưng lại có được một kết tinh tình yêu là Thẩm Ly. Cha nàng Phụng Lai năm ấy bị Hành Chỉ phong ấn. Bích Thương Châu trên người của Thẩm Ly là do mẹ nàng lưu lại. Chính nhờ Bích Thương Châu trên người của Thẩm Ly mà phong ấn của Phụng Lai đã được phá giải. Một trận chiến ác liệt nổ ra. Vào giây phút cuối cùng, Phụng Lai lựa chọn hy sinh chính mình để thành toàn cho con gái. Tác giả đã tạo nên một cái kết viên mãn cho Hành Chỉ và Thẩm Ly. Liệu rằng nguyên tác có được giữ trọn vẹn ở trên phim hay không?